Bây giờ cơm chiều cũng đã ăn rồi, cà phê cũng uống rồi. Chẳng lẽ bây giờ anh đưa em về á, thì em thấy còn sớm quá, thấy giống như thiếu thiếu gì á. Không lẽ em muốn anh dẫn em đi ăn khuya nữa? Bạn của em vừa tặng cho em hai cái vé xem phim á. Bạn em không thông minh lắm nha, một bộ phim mắc em coi 2 lần luôn á. Đây tặng em. Tặng quà nữa hả? Ừ. Cảm ơn anh nha. Hôm trước á, anh tặng cho em cái bình giữ nhiệt á. Hôm qua em vừa mới uống nước nè, cảm thấy ấm lòng dễ sợ á. Thiệt hả? Ôi, cái bình rẻ tiền mà nó hay dữ ta. Em coi thử đi. Wow, đẹp quá à. Cái này em mà mang lên á là em là người phụ nữ đẹp thứ hai anh gặp luôn á. Vậy còn ai là người đẹp nhất? Bạn gái anh. Anh có bạn gái rồi hả? Em chịu làm bạn gái anh không? Là em sẽ thành người phụ nữ đẹp nhất. Vậy là từ bây giờ em có thể nói với người ta là đây là món quà mà bạn trai của em tặng cho em. Vậy 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 vậy. Con trai rồi mà còn đi chơi với tôi rồi còn nhận quà nữa.